Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ tư. Trưa thứ tư em lên sóng cục máy 8950 nha anh em. Là máy là nguyên rin, anh em nhìn lửa nè, xuất sắc luôn. Có máy này bây giờ em bán là 5 triệu 7 nha anh em. Tại vì khách mua bình xăng con với boe còn lại như đây bán 5 triệu 7. Có máy là bao anh em là đầu nồi chưa mở. Đây, anh em nhìn ron cờ này, còn dựng đứng luôn. Máy là cực im nha anh em. Chứ anh em mua mấy máy rẻ rẻ mà không bao gì hết thì thua luôn. Còn máy này bán là trên xe rớt xuống. Có clip test máy, nổ máy, im điềm. Không có kêu, không có giọng hú gì hết. Anh em nhìn lửa nha. 5 triệu 7 nha anh em. Lốc là không bắn tút nha. Mày về ghét vô là hay nhất, đi chắc cỡ 15 năm nữa chưa suy nhê đó. Máy 89 là nó bền lắm. Máy là bao đầu nồi chưa mở, bao im bao hú. Anh em nhìn củ đề nè, len ken. Lốc bên đây cũng chưa bắn dặm luôn, cỡ này là cũng còn khá nha anh em. 5 triệu 7 nha. Cục máy 8950. Máy này chỉ có mấy ốc đầu là hơi xấu thôi. Cái này ốc đầu thì anh em có thể bổ sung sao cũng dễ. Đầu lên móc rất là đẹp. Đó. Còn cái mấy cái đầu mà bị tẩy qua quá chắc đó, anh em nhìn nó xấu lắm. Nó mắc cái lớp móc ở ngoài, nhìn nó trắng trắng xác, nhìn xấu. Con này là nguyên rin hết. 5 triệu 7. Máy 8950. Anh em nào chốt nguyên cục thì alo nha, 0938 30 7657. Nó mua nguyên cục gì thì nó rẻ. Còn anh em muốn rã món thì em sẽ báo giá rã món. Anh em nào chốt được 2-3 món thì em rã luôn. Rồi đầu tiên là đầu lòng dên. Tặng luôn 4 đũa mốt đầu 1 triệu rưỡi. Bộ lửa, lửa 50 xuất sắc nha anh em. Bộ lửa là 1 triệu. Bộ lửa 1 triệu. Cặp lốc giữa 500, bộ số 4 số 1 triệu. Rồi củ đề là 500. Ba cái nắp là 1 triệu. Ba cái nắp sơn rin 1 triệu. Bộ nồi bên trong là 700. Cặp lốc giữa là 500. Đó anh em thích chốt nguyên cục thì chốt, còn mấy thì rã món thì rã, anh em đặt chừng 3 món trở lên là em rã thôi. Còn anh em nào muốn mua nguyên cục là phải quyết đoán nhanh gọn lẹ, chứ không là khách chốt 3 món là em rã liền. 5 triệu 7 nguyên cục. Còn rã thì đầu lòng dên 1 triệu rưỡi, bộ lửa 1 triệu, củ đề 500, ba cái nắp hoài là 1 triệu, bộ số là 1 triệu, cặp lốc giữa 500, bộ nồi bên trong là 700. Rồi anh em cần nguyên cục hoặc là rã món thì cứ alo cho em nha. Chào anh em.